Hôm nay, ngày 18 tháng 8 năm 2024, Chủ nhật thứ 20 mùa thường niên, năm B. Trích sách châm ngôn. Sự khôn ngoan đã xây nhà mình và dựng bảy cột trụ, đã giết các sinh vật, pha rượu, dọn bàn tiệc, và sai những nữ tỳ lên các nơi cao trong thành mà công bố rằng ai nghe thơ hãy đến cùng ta và bảo những kẻ mê muội rằng các ngươi hãy đến ăn bánh của ta và uống rượu ta đã pha cho các ngươi các ngươi hãy bỏ sự ngây dạ đi thì sẽ được sống và hãy bước theo đường lối khôn ngoan đó là lời chúa ta ơn chúa các bạn hãy nêm thư và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiên hào nhường bao. Tôi chúc tùng chúa trong mọi lúc, miền tôi hằng liên lỉ ngợi khen người. Trong chúa, linh hồn tôi hạnh diện, ban nghèo hãy nghe và hãy mừng vui. Các bạn hãy nêm thư và hãy nhìn coi, cho biết chúa thiên hào nhường bao các thanh nhân của Chúa hãy tôn sờ Chúa, vì người tôn sờ Chúa chẳng thiếu thốn chi. Bọn sang giàu đã xa cơ nghèo đói, nhưng người tìm Chúa chẳng thiếu chi thiên hào. Các bạn hãy nêm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiên hào nhường bao. Các đệ tử ơi, hãy lại đây, hãy nghe ta ta sẽ dạy cho các con biết tôn sợ Chúa. Ai là người yêu quý cuộc đời, mong sống lâu để hưởng nhiều phúc lâu. Các bạn hãy nêm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiên hào nhường bao. Hãy giữ lửa, đừng nói ra điều ác và ngậm môi cho khỏi thốt ra lời gian ngoa hãy lo tranh ác và hành thiện hãy tìm kiếm và theo đuôi bình an các bạn hãy nêm thư và hãy nhìn coi cho biết chúa thiên hào nhường bao trích thư thánh phaolô tông đồ gửi tín hữu epheso anh em thân mến anh em hãy xét coi phải ăn ở thế nào cho thận trọng đừng như những kẻ dại dột song như những người khôn ngoan biết lợi dụng thời giờ vì thời bữa này đen tối vì thế anh em chớ ăn ở bất cẩn nhưng hãy hiểu biết thế nào là thánh ý thiên chúa anh em chớ say xưa rượu chè vì rượu sinh ra dâm dục nhưng hãy tiếp nhận dồi dào chúa thánh thần cùng nhau hát lên những thánh vịnh những ca vãng và những bài ca đạo đức và hết lòng ca tụng chúa Hãy luôn luôn cảm tạ Thiên Chúa là Cha trong mọi nơi, mọi sự. Nhân danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Alleluia, Alleluia. Chúa phan, nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Và cha Thầy sẽ yêu mến người ấy và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do Thái rằng: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta để cho thế gian được sống. Vậy người Do Thái tranh luận với nhau rằng: Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được? Bây giờ Chúa Giêsu nói với họ: Thật, ta bảo thật các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt con người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời. Và ta, ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt ta thật là của ăn và máu ta thật là của uống. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ở trong ta. Và ta ở trong kẻ ấy. Cũng như cha là đấng hàng sống đã sai ta. Nên ta sống nhờ cha thì kẻ ăn ta chính người ấy cũng sẽ sống nhờ ta. Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các người đã ăn mana và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Đó là lời, chua. lời chúa, lạy chúa Kitô ngợi khen chúa. Thánh thể sáng kiến tình yêu Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời Và bánh tôi sẽ ban tặng Chính là thịt tôi đây Để cho thế gian được sống Do An chương 6 câu 51 Suy niệm Đức Thánh Cha Francisco Trong một buổi tiếp kiến chung Ngày 11 tháng 5 2011 Suy niệm Thiên Chúa đã có sáng kiến mặc khải, Ngài là tình yêu nơi Đức Giêsu Kitô. Còn Đức Giêsu thì mặc khải tình yêu Thiên Chúa nơi bí tích thánh thể. Quả thật, Chúa Giêsu đã nói, không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu. Gioan chương 15 câu 13. Và Ngài đã thực hiện đúng như thế khi hiến thân mình chịu chết trên thập giá để cho chúng ta được sống. Rồi Ngài lại biến đổi bánh và rượu thành thân mình Chúa để chúng ta rước lấy và trở nên một xương một thịt với Ngài. Nhờ đó chúng ta được sống và sống muôn đời. Thiên Chúa quyền năng vô biên, nhưng không thể có sáng kiến nào tuyệt vời hơn sáng kiến tình yêu này từ thánh thể Chúa Kitô. Mời bạn Mỗi khi tham dự thánh lễ và lãnh nhận bí tích thánh thể, chúng ta đón nhận chính Đức Kitô hằng sống nơi mình. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Phải nhờ đời sống cầu nguyện, sự sống của Chúa mới thấm nhuần mọi ngõ ngách trong chúng ta và làm cho chúng ta trở nên một với Chúa ngày càng thân thiết hơn. Sống lời Chúa Mỗi khi Đức Chúa vào lòng, bạn dành thời gian dâng lên ngài những tâm tình tha thiết nhất cầu nguyện là chúa giêsu con tạ ơn chúa đã ban cho con bánh hằng sống là chính thân mình chúa xin cho con luôn khao khát được kết hợp với chúa và xin chúa ở lại với con để con được nên một với chúa luôn mãi amen trích suy niệm lời chúa hằng ngày ngài là sự bình an của chúng ta Năm 1899, cuộc xung đột biên giới giữa hai nước Chile và Argentina suýt đưa tới một cuộc chiến tranh khốc liệt. Mùa phục sinh năm 1900, quân đội của hai bên đã sẵn sàng giao tranh với nhau trong suốt tuần thánh năm đó. Vậy tổng giám mục Beno A của Argentina đã đưa ra một lời kêu gọi tha thiết về hòa bình sứ điệp của ngài đã không mấy chốc được truyền sang Chile. Các giám mục của nước này cũng hưởng ứng nhiệt liệt lời kêu gọi. Giáo hội của hai bên đã làm áp lực để hai chính phủ ngồi và bàn hội nghị với nhau qua trung gian của vua qua thứ bảy của Anh quốc. Không mấy chốc, một hòa ước đã được hai nước ký kết để nói lên thiện chí xây dựng hòa bình. Quân đội Argentina đã gom góp lại một số khí giới và nung lên để rồi đốt thành một tượng Chúa Giêsu. Bức tượng đã được đặt tên là Đức Kitô của dãy núi ăn ăn là dãy núi nơi đã có cuộc xung đột giữa hai quốc gia. Cánh tay phải của bức tượng được mở rộng để ban phép lành, còn cánh tay trái cầm thánh giá. Chính phủ Argentina đã quyết định đưa bức tượng lên đỉnh núi ở cao độ gần 4.000 thước. Xe lửa di chuyển bức tượng đến chân núi, sau đó người ta dùng chính các chiến xa do lừa kéo để đưa bức tượng lên núi và cuối cùng khi đến gần đến núi chính các quân nhân là những người hoàn thành công tác còn lại sau khi để dựng bức tượng người ta viết dưới bệ của bức tượng như sau những ngọn núi này sẽ sụp xuống và biến thành các bụi nếu nhân dân của chile và argentina quên đi lời giao hòa mà họ đã long trọng ký kết dưới chân Đức Kitô. Trên mặt khác của chân tượng, người ta cũng đọc thấy câu trích từ thư của Thánh Ephesos như sau: Chính Ngài là sự bình an của chúng ta. Ngài đã làm cho đôi bên bị chia rẽ nên một. Giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 1990 đã được quyết định trao tặng cho Tổng thống Gorbachev của Liên Xô cả thế giới đã nhìn nhận vai trò của ông trong việc đập đổ bức tường ô nhục Bá Linh và các chế độ cộng sản tại Đông Âu, cũng như góp phần dập tắt cuộc chiến tranh giữa hai khối cộng sản và tư bản. Hòa bình mà Tổng thống Gorbachev góp phần kiến tạo, phải chăng không là kết quả của một sự đạp đổ, chỉ khi nào những bức tường của kỳ thị, của bất hại, của hận thù, của độc tôn bị đạp đổ, thì hòa bình mới thực sự chớm nở Người lá mã ngày xưa thường nói Nếu muốn hòa bình Hãy chuẩn bị chiến tranh Còn cuộc chiến nào gây go Khốc liệt cho bằng cuộc chiến Để đập đổ những bức tường Của hận thù, của bạo động Của bất khoan dung Trong tâm hồn của mỗi người chúng ta Chúng ta chỉ thực sự có bình an Trong tâm hồn của người Người mới thực sự có hòa bình khi những bức tường ấy được đập đổ trong chúng ta. Bài trích sách lẽ sống